sông Phước Giang chảy qua xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành. Phù sa từ sông Phước Giang đã mang lại ấm no cho vùng quê này. Cách đây 13 năm, Hành Minh được tỉnh Quảng Ngãi chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới. Và cũng gần ấy thời gian, sắc diện nông thôn và đời sống của người dân đã thay đổi. Cái tự hào nhất là cái cuộc sống của nhân dân rất là thoải mái, đóng góp xây dựng ở quê hương, rồi tất cả những cái phong trào ở quê hương cũng được đưa lên cái hàng đầu. Thì trong cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới đến giờ này thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và đón nhận các thành quả nó tốt đẹp. Đến ngày hôm nay thì Trung ương và Bộ Chính trị chúng ta, Đảng Nhà nước chúng ta là khởi đầu nhưng mà không có điểm dừng. Thì bây giờ là chúng ta tiến lên cái nông thôn kiểu mẫu, thì nói chung là thấy rõ rồi, bây giờ là chúng ta là không có đường đất nữa. Mà nếu có đi nữa cũng không có đến mức độ mà mỗi khi cái Tết mà phải trông lại là không có nữa rồi. Cái vùng đây á, là cái vùng ven sông Phước Giang, mà cái vùng đây là cái vùng trũng là nó ngập lụt liên tục, cho nên cái phù sa ở đây rất là tốt, phù sa tốt lắm, cho nên là anh gam cái cây gì xuống là nó cũng xanh, nó tốt, rồi nó cho quả rất là nhiều. Đấy. Cho nên là từ đó cái phong trào mà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, rồi vận động trồng cây, cỡ tổ vườn tròn đạt hiệu quả thấy rõ luôn. Nông thôn mới ở vùng đất ven sông Phước Giang có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Hành Minh nằm ở phía đông của huyện Nghĩa Hành, có 4 thôn là Long Bằng Nam, Long Bằng Bắc, Tình Phú Nam và Tình Phú Bắc. Diện tích tự nhiên hơn 920 ha, với hơn 5.300 nhân khẩu. Hành Minh là vùng đất bán sơn địa, có ruộng đồng màu mỡ, có núi cao rừng rậm. Những khu dân cư nằm dọc bờ sông Phước Giang và tỉnh lộ 624. Thôn Tình Phú Nam là nơi yên nghỉ của chiến sĩ yêu nước Nguyễn Ba Loan. Đây cũng là quê vợ của ông. Theo lịch sử đảng bộ xã Hành Minh, năm 1904, Nguyễn Ba Loan đã thành lập nông trại Tình Phú là mô hình sản xuất nông nghiệp, gây quỹ Hội Duy Tân Quảng Ngãi để chấn dân khí. Sau khi ông bị hành quyết, ban đầu được chôn ở núi đất xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa. Cách mạng tháng 8 thành công, nhà yêu nước Nguyễn Công Phương đã cải táng bộ phần mang về Gò Nổ thuộc thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, nơi ghi dấu một thời hoạt động của Nguyễn Ba Loan. Rất là cảm ơn cái sự quan tâm của Đảng Nhà nước và chính quyền địa phương tạo cái điều kiện để xây dựng cái ngôi mộ cũ. Đây là nó ấm cúng, nó khang trang, thấy điều đó là dân lòng đây là nó thật là phấn khởi ghê. Ông Nguyễn Hoàng Doanh đã gần 70 tuổi. Phát huy tinh thần dân bàn, ông Doanh vừa hiến kế cho địa phương trồng bông trang thành hàng rào xung quanh mộ cụ Nguyễn Ba Loan. Đoàn viên thanh niên trồng cây và người già như ông sẽ chăm cây. Theo ông, điều này bảo tồn, gìn giữ mộ cụ chiến sĩ yêu nước và cũng gìn giữ tinh thần cách mạng của người dân trong thôn. Khi nó sống lên rồi bọt hớt, bọt đi thông quan gót nào thấy nó hớt một hòn rồ, rất là đẹp. Mà tự nhiên nó có vẻ già thì cũng thích làm chuyện đó. Đấy, tức là mình... Giờ mình làm thể tự do, mình tới mình hớt một tỉa cây, nó cũng là cái thư giãn. Ở thôn Long Bằng Nam có một cây gia di sản Việt Nam. Cây gia Long Bằng cao trên 20m, đường kính 5,4m, tán rộng. Lưu truyền, cây gia có cổ thụ từ thời vua Quang Trung, hiện hơn 200 tuổi. Cây gia sừng sững giữa cánh đồng, từng là địa điểm quan trọng của cách mạng. Thời kháng chiến chống Pháp, vị trí cây gia từng là trạm quân y, điểm tuyên truyền cách mạng, nơi các chiến sĩ tuyên thệ trước khi lên đường. Vì vậy, cây gia không chỉ là biểu tượng của làng quê, mà còn nhắc nhớ người làng về một thời kháng chiến kiên cường bất khuất. Vị trí cây gia bây giờ cũng trở thành điểm hội họp của người dân trong thôn.
nhà văn hóa thôn được xây dựng tại đây. Cái nơi sinh hoạt mà sinh ra những cái vị cách mạng lão thành mà trước đây trong kháng chiến á, tức là cũng phát xuất từ đây, cho nên là bây giờ là cái truyền thống văn hóa của chúng ta và truyền thống trong kháng chiến á, là nó cũng có đạt vào, nó ăn sâu vào vấn đề, cho nên là địa phương đây cũng không bỏ cây xoa do bao giờ lúc nào cũng giữ vị thế này, bảo tồn khu vực này cho nó đẹp. Truyền thống cách mạng của quê hương được phát huy trong xây dựng nông thôn mới ở Hành Minh. Vùng đất Hành Minh giàu bản sắc văn hóa truyền thống đang ngày càng trù phú tươi xanh. Cách đây hơn 10 năm, khi tỉnh Quảng Ngãi khởi động chương trình xây dựng nông thôn mới, Hành Minh được chọn là một trong 3 xã làm điểm của tỉnh, cùng với xã Bình Dương của huyện Bình Sơn và xã Nghĩa Lâm của huyện Tư Nghĩa. Khởi đầu nhiều khó khăn, thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng yếu, tổ chức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Nói về nông thôn mới, nó là một cái khởi đầu mà không có kết thúc. Vì vậy cho nên là trong cái thời điểm mà bắt đầu xây dựng nông thôn mới thì là bà con nhân dân cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ. Thì đối với địa phương là công tác tuyên truyền, phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để người dân hiểu như thế nào về nông thôn mới. Rồi sau đó là có cái lớp tập huấn, có cái lớp về nâng cao năng lực để mà xây dựng nông thôn mới. Vì vậy cho nên là quá một quá trình để mà trong cái thời gian nó thay ngán là từ năm 2011 bắt đầu là trong cái công tác về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, rồi sau đó là đề án xây dựng nông thôn mới. Tiếp theo đó là thực hiện các cái tiêu chí thì là đến năm 2015 mà Hành Minh được công nhận là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Nghĩa Hành và một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2015, Hành Minh về đích nông thôn mới. Thành công này nhờ vào sức dân rất lớn. Kinh nghiệm là phải tuyên truyền cho dân hiểu. Khi dân hiểu thì dân cùng bàn với chính quyền, cùng bắt tay thực hiện. Con sông Phước Giang chảy qua địa phận xã Hành Minh, đoạn dài 3,8 km. Mỗi mùa lũ đi qua là bồi đắp thêm phù sa cho vùng đất này. Thôn Long Bàng Bắc là nơi được hưởng trọn ưu ái của thiên nhiên. Người dân trong thôn bắt tay xây dựng nông thôn mới bằng chính ưu thế, đó là cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả. Thì khi mà chính quyền cũng như là nhà nước phát động là trồng cây, ăn quả, rồi cái chương trình cải tạo vườn tạp, thì phải nói rằng là dân người ta ủng hộ, người ta thấy cái việc làm đó là đúng. Mà bên cạnh đó là có những cái người là họ đã làm trước rồi, nó mang lại cái giá trị kinh tế và hiệu quả đó. Cho nên chính từ cái chỗ đó là nó kích thích cho người dân. Cho nên là khi phát động ra là họ rất là ủng hộ. Họ ủng hộ lắm. Cho nên bây giờ ở đây là có nhiều cái vườn cây trớ xum xuê rất là đẹp. Mà đúng là những cái cây mà đúng định hướng cả. Thì tôi nói ví dụ như trong đó này có sầu riêng nè, chôm chôm nè, mang cục nè, cơm sành nè, bưởi da xanh nè. Hành Minh cũng là một trong những xã đầu tiên mà xây dựng về cải tạo vườn tạp, đi đầu trong cái việc là trồng cây ăn quả. Đấy, thì là từ cách đây 19-20 năm, người dân đã thấy cái việc là trồng cây ăn quả có lợi cho cái phát triển kinh tế của hộ gia đình. Cho nên nhớ là cái việc mà vận động bà con hưởng ứng để mà trồng cây ăn quả là rất là dễ. Trước tiên là cái mà triển vọng nhất là cái tư duy của người dân họ thay đổi. Họ thay đổi là cái mà đem lại cái thu nhập cao thì người dân hưởng ứng. Mà hưởng ứng thì lại là cái dễ cho chính quyền, cho địa phương là vận động người dân tham gia. Thu nhập của người dân là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những vườn cây ăn trái lấy giống từ miền Nam đã sống thích nghi trên đất phù sa, vùng đất trung du này và đã cho quả ngọt suốt nhiều năm qua. Năm 2011, toàn xã có 220 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,2%, thì đến nay hộ nghèo giảm còn 47 hộ, chiếm 4,7%. Thu nhập bình quân đầu người vào thời điểm năm 2011 là 16 triệu đồng và đến năm 2023 đã tăng lên 43,5 triệu đồng. Khi kinh tế đã ổn định thì chính quyền bắt tay xây dựng hạ tầng, làm thay đổi diện mạo, chất lượng cuộc sống cho người dân. Ngoài những đoạn đường ngắn thuộc tỉnh lộ 624 và 628 chạy qua, các con đường liên thôn liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa, giúp người dân đi lại dễ dàng, kể cả vào mùa mưa lũ. Người dân hiến đất làm đường, góp tiền xây dựng đường điện nông thôn. Trong cái cuộc vận động mà làm đường bê tông thì nó cũng có, không phải nó suôn sẻ đâu. Nó cũng vẫn còn cái gặp khó khăn. Bởi vì sao mà nó gặp khó khăn? Những người dân người ta chưa thấu hiểu được. Thì mình là một
các công tác vận động, tức là phải làm sao để cho người dân người ta tháo hiểu. Cho nên cái lúc đầu nó còn khó khăn, nhưng mà cái độ giai đoạn sau thì họ nhìn nhận được, tức là người khác làm được thì họ làm được. Bên cạnh đó là chính quyền vận động, cho nên người ta thực hiện bên này 100%, tức là 100%, không còn một cái đường nào mà gọi là để bùng nữa, cho nên người dân rất phấn khởi. Phong trào vườn xanh nhà sạch lan rộng ở các thôn trong xã. Đời sống của người dân ngày càng nâng cao, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh. Các thôn đều có nhà văn hóa, khu thể thao. Hàng xóm từ 4 đến 5 giờ sáng đấy là rất là đông đủ, buổi chiều nữa. Từ các cái liên thế hệ, nghĩa là thế hệ nào cũng có, tập đủ hết. Một phần là của nhà nước hỗ trợ, một phần là của cá nhân. Họ thấy cái phong trào đi lên, họ tự giúp. Đời sống kinh tế mà phát triển rồi á, là cái đời sống người dân họ cảm thấy rất là thoải mái về cái tư tưởng cũng như là về sức khỏe. Sức khỏe là bắt đầu học đầu là có bỏ ra chút thời gian để tập luyện sức khỏe. Cho nên riêng cái câu lạc bộ dưỡng sinh Long Bác này là thành lập là 3 năm rồi. Chứ mà còn nhà là họ còn đi rất là đông. Những tuyến mương đất được xóa bỏ, người dân hiến đất, nhà nước đầu tư xây kênh mương. Kênh mương nội đồng được cứng hóa, nâng cao năng lực tưới tiêu của hệ thống thủy lợi, đặc biệt việc tiêu úng khi xảy ra mưa lớn. Nhà nước đầu tư, rồi nhân dân hiến đất và đồng thời nữa là nhân dân, những cái tuyến kênh nội đồng là nhân dân góp kinh phí cùng với nhà nước để đầu tư. Bởi vì đây là thể hiện được là nhà nước và nhân dân cùng lộp. Do vậy là sau khi mà có kênh bê tông rồi, lượng nước của như tương đối đầy đủ phục vụ cho bà con cũng là về nông nghiệp là đảm bảo diện tích và từ đó là năng suất tăng lên hàng vụ rõ rệt và đời sống nhân dân còn ổn định. Hiện 100% hộ dân ở Hành Minh sử dụng điện, nước sạch hợp vệ sinh. Tỷ lệ thu gom rác thải hơn 90%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng. Toàn xã có 94% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Cả 4 thôn và khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa. Thiết chế văn hóa cơ sở của xã được quan tâm thực hiện. Ba trường học và một trạm y tế được đầu tư khang trang, đạt chuẩn. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu được tăng cường. Khoảng 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đảng bộ xã Hành Minh có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 hướng đến năm 2030, thể hiện quyết tâm cao của đảng bộ và chính quyền xã Hành Minh trong nỗ lực thay đổi diện mạo nông thôn. Quy hoạch giúp cho chính quyền và người dân nhìn rõ con đường đi hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới thông minh, nông thôn mới kiểu mẫu. Xã cũng đang là nung náu và cũng đang thực hiện cái nghị quyết khi mà đảng bộ đã đưa ra từ nhiệm kỳ đầu là vẫn phải là tiếp tục phát triển cái vùng cây ăn quả ở tập trung ở các cái vùng mà nó ven không phải là cái tổ vườn tạp nữa. Hầu như bây giờ là vườn là cây ăn quả hết rồi. Cho nên nhớ là cái tập trung ở các cái vùng mà cây cối nó không được phát triển mà nó thuận lợi với một số các cái loại cây ăn quả thì mình lại phát triển. Thì hiện nay là Hành Minh là có cái tỉnh lộ 624 này và tỉnh lộ 628 thì rất thuận lợi để mà bà con phát triển cái thương mại dịch vụ trong thời gian tới. Thế nhằm mục tiêu là giảm cái tỷ trọng cơ cấu trong nông nghiệp và tăng cái tỷ trọng thương mại dịch vụ, xây dựng cơ bản trong thời gian tới. Những cánh đồng lúa, cánh đồng mía, những trang trại vườn đồi, vườn cây ăn quả. Về xã Hành Minh hôm nay, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, nhà cửa khang trang, nằm nếp mình bên những vườn cây ăn trái trĩu quả. Cuộc sống sung túc và bình yên bên dòng sông Phước Giang.